Thưa các thính giả, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Giấc mơ mẹ với sự thể hiện của ca sĩ Bùi Lan Hương. Và đây là ca khúc nhạc phim của bộ phim Giấc mơ của mẹ đang rất là được nhiều người yêu mến. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện với một người mà trong bộ phim đó thì mẹ không có cưng lắm. Vâng, Diễm My 9X, chào My. Em chào chị và xin được chào các thính giả của VOH. Thì tính ra là 11 tập đã có ở trên Vion rồi. Tới 11 tập là bị đối xử là phân biệt cũng hơi nhiều nhiều rồi đúng không? Thì không biết là đang trong cái giai đoạn như thế này là sắp tới nó sẽ còn hơi tệ hơn hay là nó có gì cải tiến không nè? Thực ra là đây là một bộ phim em thấy là nó rất là đời sống, kiểu giống như là phản ánh tình hình chung của các bạn trẻ hiện nay. Thường là em thấy là không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà đối với em là em thường là rất là ít thể hiện cái tình cảm đối với cha mẹ mình. Tức là mình sẽ thể hiện bằng nhiều cách khác, chứ không phải là mình nói là con thương mẹ quá, hay là con ôm mẹ, hay là thể hiện bằng cái ôm hoặc cái lời nói rất là khắc khẩu với mẹ. Nhưng mà trong lòng thì rất là thương mẹ, và mẹ ngược lại cũng như vậy. Và hai mẹ con đôi khi là có những cái hiểu lầm, có những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đó. Kiểu cảm thấy là hình như là mẹ thương anh hai hơn mình. Mẹ không có quan tâm đến mình, lúc nào mình cũng là cái người mà chịu gánh vác mọi trọng trách trong cái gia đình này, nhưng mà cái gì mà tốt là đẩy cho anh hai, còn cái gì không tốt là đẩy cho mình hết. Cái đó là cái sự hiểu lầm. Và người mẹ cũng vậy, cho nên là em nghĩ là đâu đó là cái sự hiểu lầm thôi. Và em nghĩ là khán giả sẽ thấy được mình trong những cái tranh cãi á, thì thỉnh thoảng giữa các cảnh á, vẫn có những cái cảnh là mẹ với cái con thể hiện cái tình cảm bằng những cái nụ cười, bằng những cái nhìn ấm áp dành cho nhau. Nhưng mà chị thấy là hình như là My nhận cái vai này là do cái kiểu như là mình muốn bù đắp cho bản thân mình á, kiểu như bên ngoài mình được cưng quá, mình chỉ có một mình á, lúc nào cũng được cưng đúng không, cho nên là mình khát khao được người khác hành hạ của mình cho mình đúng không, thành ra mình nhận cái vai mà hết người này ăn hiếp, tới người kia ăn hiếp, cả nhà ăn hiếp hả? Cũng không phải là cả nhà ăn hiếp, chỉ có mẹ với anh hai ăn hiếp thôi, còn ba thì rất là cưng. Thì cái vai này rất là khác với em ở ngoài là con một. Thì lúc mẹ thì lại ngược lại là rất là thương em, nhưng mà ba thì cũng rất là khắt khe với em, cũng rất là hay la em. Thì ngược lại với trong phim, còn trong phim thì là có ba anh em, mẹ thì lại khắt khe với mình, nhưng mà ba thì lại rất là thương mình. Đó. Nhưng mà chị thấy những người đàn ông trong gia đình đó là chịu sự chi phối của mẹ hết, thành ra đôi khi là muốn bên em cũng bên đâu có được, như là chế độ mẫu hệ. Đúng rồi đó. Nhưng mà chế độ mẫu hệ chỉ được một người mẹ thôi, còn cái người con cũng là phụ nữ mà cuối cùng anh hai thằng hiếp đúng không, rồi mẹ thì đôi khi là làm cho mình cảm giác là giống như hình như là mẹ không có thương mình hay sao, cứ gì cũng đùn đẩy cho mình, bắt mình gánh vác nhiều trách nhiệm. Còn hai người kia thì cũng thương mình, nhưng mà cái kiểu như là bị sợ người khác đúng không, sợ mẹ, đôi khi là cũng muốn thể hiện ra mà không có dám đó. Giống như là trong cái phim này, thực ra là tới giữa phim thì khán giả sẽ hiểu tại sao là bà Thanh lại đối xử với Trà My như vậy. Còn lâu lắm. Có cái lý do tại sao. Và thực ra là đối với bà Thanh là muốn cân bằng cả ba đứa con, nhưng mà cái cách thể hiện của bà với mỗi đứa con lại khác nhau. Và giống như bạn nghĩ, cái suy nghĩ của bà Thanh, của mẹ My trong phim là muốn là con trai là phải thành công, con gái thì chỉ cần có một tấm chồng là được rồi. Ý là cái suy nghĩ của người mẹ như vậy thì nó khác, nó trái ngược với suy nghĩ của Trà My trong phim, là lúc nào cũng phải là phải tự lập, phải ra riêng, phải thành công, phải này nọ. Cho nên là cái sự đối lập về cái suy nghĩ đó làm cho hai mẹ con lúc nào cũng có mâu thuẫn với nhau hết. Thì trước khi trò chuyện tiếp với My thì Kim Thanh xin được nhắc hotline của chương trình là 028 3910 4866, thì các thính giả nào muốn trò chuyện cùng với My thì chúng ta có thể gọi về hotline này nhé. Còn bây giờ để quay trở lại với bộ phim cũng như là với My, thì trước khi vào phòng thu, My có chia sẻ với Kim Thanh là 7 năm rồi mới quay trở lại phòng thu ngày hôm nay. Từ Gái Gì Lắm Chiêu 1. Thì mình thấy là một cái khoảng thời gian hơi bị dài, dài quá luôn. Mà hồi đó qua đây thì cũng nói về phim, bữa nay thì và một cái tâm thế cũng như một cái kiểu trò chuyện khác. Ngày hôm nay thì chỉ có mình Kim Thanh với My, và các bạn cũng sẽ trò chuyện với My thì sẽ theo một cái không khí rất là khác. Mà My có biết là tại sao những năm qua là không có
cơ hội để nói chuyện với My nhiều không? Tại vì mình ở miền Bắc không, mình đâu ở đây đâu. Mình đóng phim ngoài kia rồi, cứ như là mình không quan tâm gì tới khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Không phải, tại vì phim chưa đủ hot hay sao đó, VOH không thèm mời. Trời ơi, nè, đây nè, hai người tôi rất là quen nha, là Diễm My cũng như là Nhan Phúc Vinh, là hai người tự nhiên là đi ra ngoài kia được, cái ở luôn ngoài kia. Thực ra lúc đó cũng là một cái cơ duyên. Thì lúc đó là mẹ My mất được 3 tháng. Thì lúc đó thực sự là My muốn rời khỏi Sài Gòn và muốn đi bất cứ chỗ nào ngoài Sài Gòn ra. Tại vì nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của mẹ hết. Thì rất là may là 3 tháng sau có một cái lời mời từ miền Bắc. Từ trước giờ phim VFC cũng mời My cũng nhiều rồi, nhưng mà vì cũng lịch trình ở trong Nam và mẹ ở trong Nam này nọ, các kiểu mọi thứ ở trong Nam hết, cho nên là My không có cơ hội để ra ngoài Bắc. Thì sau 3 tháng đó thì My nhận được lời mời và My lập tức đồng ý ngay. Tại vì đây là một cái cơ hội để mà mình làm mới bản thân mình và mình thoát ra khỏi những cái u tối xung quanh mình, những cái nỗi buồn của mình á. Thì ra đó cả năm trời luôn. Và cũng may mắn là bộ phim được đón nhận rất nhiều, My và anh Nhâm Phúc Vinh được rất là nhiều khán giả yêu mến. Có vẻ phong thủy người đó hợp ha. Và cái không biết tại sao nha, nhưng mà ra Hà Nội trước khi ra thì mọi người giống như đe dọa rất là nhiều, kiểu như là ngoài đó người ta sẽ rất là khó tính tới nhà, nhiều khi người ta sẽ không nói gì hết, nhưng mà người ta sẽ nhiều khi khó chịu chỗ này chỗ kia, rồi mình cũng phải rất là cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi mọi thứ, rồi rất là nhiều cái làm cho mình cảm thấy bị lo sợ. Nhưng mà khi mà ra ngoài đó, trời ơi, sao hợp khí hậu, hợp đồ ăn quá trời, em mập lên mấy ký luôn chị. Và cái cuộc sống ở ngoài Hà Nội nó có cái phần khác biệt so với trong Nam. Trong Nam mình là rất là nhanh, mọi thứ là cực kỳ nhanh, phải nhanh, phải gấp. Còn ngoài đó là mọi thứ nó rất là chậm rãi, từ tốn. Và khi mà quay phim xong thì giống như là mọi người mời My đi ăn, đi uống, đi chơi, đi nhậu nhẹ các kiểu, đi karaoke. Nó rất là chill á chị. Và giúp cho em cũng một phần nào đó thoát ra khỏi cái buồn, nỗi buồn cá nhân của mình, và hòa nhập với mọi người như một gia đình, và cũng hòa nhập vào cái nhân vật trong phim của mình nhiều hơn. Rồi xong cái phim này có đi nữa không? Dạ chắc chưa đâu ạ. Tại vì trong Nam mình vẫn còn rất là nhiều dự án đang My cũng đang chuẩn bị làm. Thấy đang đóng cái Gái Già Lắm Chiêu, cái vũ trụ mới đúng không? Chắc là giờ qua năm sau mới đóng. Tại vì phim Giấc Mơ Của Mẹ hiện vẫn đang quay. Hiện vẫn đang quay ạ. Chưa. Ôi, xong. Chưa xong luôn. Dạ vâng. Tại vì Kim Thanh nghe nói là chốt khoảng 80 tập rồi. Vẫn đang quay. Tại vì vì năm ngoái là dịch cũng hết 5-6 tháng, mà phim mình tới 80 tập lận. Đó, cho nên là bây giờ vẫn đang trong quá trình quay. Và vừa chạy sóng nữa, cho nên là bây giờ đang rất là mọi người đang rất là bị stress, bị căng thẳng vì là phải quay cho kịp tiến độ. Wow, như vậy là sẽ hơi vất vả đó nha ha. Nhưng mà dù sao lâu lâu có một cái tác phẩm như thế này, Kim Thanh nghĩ là đầu tư cũng xứng đáng. Và thật ra nói cái câu chuyện mà My mà đi ra đóng phim ở ngoài miền Bắc hay là đóng phim của VFC đó, thì chọc là chọc cho vui, nhưng mà thật sự thì bây giờ Kim Thanh thấy là về phim truyền hình á, mà để gọi là đầu tư một cách có nghĩa là mình chịu đầu tư á, thì ở Việt Nam cũng không có nhiều đơn vị, cũng như là không có quá nhiều ekip có thể là bỏ một cái số tiền lớn để làm một cái bộ phim hoành tráng. Thì phải nói là VFC gần như là cái đơn vị duy nhất hiện giờ ở Việt Nam chịu đầu tư cho các tác phẩm truyền hình lớn. Bên cạnh VFC thì ở miền Nam thì cũng có một hai đạo diễn thỉnh thoảng sẽ có phim lớn, nhưng mà kiểu cũng lâu lâu mới có dự án, hay là Vion thì mới chịu đầu tư. Thành ra cái câu chuyện mà My đi ra ngoài đó đóng phim VFC rồi xong quay về đóng phim Vion thì cũng thấy phù hợp. Tại bây giờ mình cũng chọn dự án lớn thôi, chứ nhỏ mình đâu có chọn nữa. Đúng không? Chị nói gì chết em. Thực sự là em là một người kiểu rất là cầu toàn. Và thực sự nó cũng phụ thuộc vào cái năng lượng của mình nữa. Từ đó tới giờ, từ lúc em mới bắt đầu làm nghề tới bây giờ, là em không bao giờ mà đóng một lúc hai phim.
mà chỉ tập trung một phim duy nhất thôi, và đóng xong phim đó cũng phải có một cái khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và làm mới mình. Em không muốn mình là thợ diễn, bởi vì diễn viên là một công việc em nghĩ là phải sáng tạo, phải có nhiều năng lượng, phải có đủ sức khỏe, phải có sự cái minh mẫn, tất cả mọi thứ nó phải có cái sự sáng tạo và sự gọi là thăng hoa trong công việc của mình. Chứ nếu mà mình cứ bào cái sức của mình cứ khai thác như vậy á, thì em thực sự em không làm được. Và trước mỗi bộ phim, ngay cả điện ảnh hay truyền hình gì đi nữa, thì em cũng chuẩn bị rất là kỹ. Và thực sự mà nói thì em cũng không phải là một diễn viên mà bẩm sinh ra đã có sẵn là mọi thứ đã vô cảm xúc nhanh. Có nhiều diễn viên khác thì em thấy rất là nhanh về cảm xúc. Thí dụ vào một cái là vừa ở ngoài vừa đang tám chuyện rất vui, xong vào một cái là khóc được ngay. Nhưng mà đối với em là em phải có một cái khoảng thời gian để em chuẩn bị, để em luyện tập thoại rất là nhiều lần, cái trăm lần, xong rồi phải luyện tập cảm xúc, rồi phải ghi chú, rồi nói chung là làm rất là nhiều thứ, công đoạn cồng kềnh để mà ra mình có thể diễn tốt được. Thì đôi khi thì mình cũng cảm thấy là ồ, tại sao mà mình không nhanh được như người khác đó. Nhưng mà theo thời gian mình, đôi khi mà mình cũng tự trách bản thân mình lắm, mình cũng thất vọng, rồi cũng nhiều khi là khán giả có ý kiến trái chiều về vai diễn của mình cũng rất là buồn. Nhưng mà sau rất là nhiều khoảng thời gian thì mình thấy đúng là cái điểm mạnh nhất của mình đó là cái ý chí. Và em không bao giờ bỏ cuộc, và em là một người rất là kiên trì. Em có thể giống như hồi xưa đi học là em có thể ngồi trên bàn học mà em quên tắm, quên ăn cũng được. Nhưng mẹ em đi học, phụ huynh mẹ em nói trời cô ơi, cô cho bài tập gì nhiều quá, con tôi không chịu tắm cả tuần, không chịu tắm, trời em muốn chui xuống đất luôn. Xong rồi bây giờ cũng vậy luôn. Nhiều khi mà đọc kịch bản là em có thể đọc từ sáng tới tối, là em đóng cửa phòng lại một mình em trong phòng, là cứ la hét, là cứ khóc ở trong đó. Xong rồi nhiều khi là bạn trai hay là người thân mở cửa phòng ra thấy mặt mày tìm lên, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Không, cái này là em tập khóc trong phim thôi chứ không phải là gì hết. Rồi, nói như vậy là chị hiểu rồi. Ví dụ như cái cảnh phim mà chuẩn bị cảnh khóc, hay là cái chuẩn bị cái cảnh mà cãi nhau với ai á, là trước đó trường quay chắc là cái khu đó có mình em, không ai dám tới gần đúng không? Mẹ Hồng Vân mỗi lần mà tới những cái cảnh khó, mẹ Hồng Vân nhìn em, mẹ Hồng Vân cười hoài. Nhưng mà mẹ Hồng Vân sẽ đứng cười từ xa, kiểu thấy em đang thiền á chị, kiểu em đang tĩnh tâm. Nhưng mà thiệt ra là biết My lâu rồi, nhưng mà chị em thì không có cơ hội trò chuyện trực tiếp kiểu như thế này. Nhưng mà thông tin về em là chị cập nhật gần như mỗi tuần đó. Em có gì mới là chị biết hết luôn á. Trời ơi, bình hạnh quá. Thì bộ phim, nói thẳng ra là bộ phim 1990 là một bộ phim không được thành công cho lắm. Và chị cũng không đánh giá cao về bộ phim đó. Tuy nhiên á, là nhắc về 1990 thì chị lại nhớ về cái buổi showcase. Và hôm đó là chị, mặc dù không liên quan đến mình, nhưng mà tự nhiên là mình muốn khóc vì mình xúc động. Chị là người rất là mau nước mắt. Thì tại vì chị nhớ là ai đó hỏi là vì sao phải là ba cô này trong phim của Nhất Trung. Thì bữa đó em vẫn ngồi đó mà đúng không? Thì Trung có nói những cái lý do để chọn mọi người, và trong đó là muốn mời My là tại vì ngày xưa Trung có một cái bộ phim rất là thảm họa và em đóng trong cái bộ phim thảm họa đó. Và cái bộ phim đó đã nói chung là khi mà nó thảm họa thì Trung đã nhận gạch đá đủ để xây mấy cái biệt thự. Khi mà quảng bá cái bộ phim đó thì Trung thấy là hầu như là ai nhận vai trong cái bộ phim đó đều giống như là ừ, chắc tôi không có liên quan gì tới phim đó. Mọi người im không nói gì hết trơn. Nhưng mà Trung nhận thấy là Diễm My biết cái bộ phim đó không tốt, nhưng mà Diễm My vẫn quảng bá cho bộ phim đó và xem nó là một cái sản phẩm của mình. Giống như thế nào thì đó cũng là một cái sự lựa chọn của My, và My cũng hết lòng với cái sản phẩm đó. Và Trung rất là xúc động bởi vì My cho dù chất lượng như thế nào, nhưng mà My luôn làm tròn cái vai của mình, làm tốt trong khả năng của mình và không phủ nhận những gì mà mình đã đi qua đó. Thì Trung rất là xúc động và muốn mời My trong 1990. Tự nhiên nghe thấy đó, tới đó mình cảm thấy là mình biết thêm một Diễm My rất là khác, và cảm thấy là quý hơn và xúc động hơn với My trong ngày hôm đó. Mặc dù là chị biết về em là cũng rất 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 là lâu rồi, nói chung là nghe thông tin bên lề thôi chứ không phải là xấu hay tốt gì. Cũng không biết xấu hay tốt nữa, nhưng mà chị có luôn nói với người bạn của chị, người bạn của chị là rất quen với em đó, thì người bạn của chị mới nói là ủa sao kỳ ta, My là một người trả lời phỏng vấn rất là tốt, trong cái nội dung phỏng vấn có rất là nhiều ý hay, rất là lưu loát này nọ và rất là thông minh, mà em không hiểu tại sao là giống như là cái số My là giống như là không được tạo chú ý nhiều, tức là cái câu trả lời rất là tốt nhưng mà ít khi nào mà người ta
giật cái tít để có thể là mọi người tập trung cái hướng chú ý về em nhiều. Nhưng mà ví dụ một người khác đôi khi nói một câu không có gì hết trơn mà một cái câu đó là đủ lên tít và mọi người tập trung vô một cái phần đó. Thành ra chị không biết là cái đó là cái ý của My là mình muốn trả lời tốt nhưng mà thật sự theo một cái thiên hướng hơi an toàn, để giữ hình ảnh của mình an toàn, mình không muốn scandal hoặc là mình không muốn được chú ý nhiều quá hay là như thế nào? Thật ra cái này cũng rất là khó trả lời ấy chị. Cái hồi nãy chị nói về cái mà quảng bá một bộ phim mà mọi người cho là không tốt á, thì đối với em á nha, là mọi thứ dù tốt hay không tốt trong cuộc sống này xảy ra với mình á, kể cả những biến cố lớn á, thì nó vẫn có ý nghĩa cái nào đó đối với mình. Và khi mà em đóng một bộ phim thì thực sự mà nói thì em quan tâm đến những người khác, em quan tâm đến bộ phim, nhưng mà cái quan tâm nhất của em đó là ở cái bộ phim này mình diễn như thế nào. Những cái phân đoạn đó mặc dù là kịch bản không hay nhưng mà mình đã như thế nào khác với bộ phim trước, và mình đã tập thành công cái này chưa. Đó là cái mà em quan tâm nhất. Cho nên là dù cái bộ phim nó flop hay là thất bại thảm họa gì chăng nữa thì nó cũng là một cái giống như là em rất nhớ một câu, em hay nghe podcast lắm chị, em rất là nhớ một câu đó là thất bại nhiều lần nhưng mà chỉ cần thành công một lần là đủ. Cái câu đó em nhớ hoài luôn. Tức là mình thất bại bao nhiêu lần cũng được, không sao hết. Nhưng mà đó là những cái để mình luyện tập. Trong quá trình mình luyện tập, mình cứ luyện tập như vậy. Khi nào mình thành công, chỉ cần một lần mình thành công thôi là đủ. Đó thì đối với em là nói là như vậy. Cho nên là em lúc nào cũng hết mình với từng vai diễn. Và cái thứ hai là chị nói là an toàn. Thực sự mà em nghĩ là mỗi người, những cái mà họ đang nhận được, nó sẽ phù hợp với lại cái năng lượng hiện có của cái người đó. Có nghĩa là cái người đó muốn cái gì thì nó sẽ những cái trước mắt của người đó đó là những cái họ thực sự muốn. Giống như là cái câu là cuộc đời là một tấm gương của cái người đó vậy đó. Đôi khi là cái mong muốn của mình nghĩ là nó lớn nhưng mà cái năng lực của mình ở hiện tại nó chưa đủ, hoặc là cái chiều sâu của em cần phải luyện tập hoặc là mình bồi đắp nhiều hơn. Có thể là trước đây thì mọi người hay nói là em nhạc rồi em sẽ tham gia game show sẽ rất là chán, rồi đóng phim thì cũng đơ này nọ các kiểu, thì em ghi nhận hết. Cũng có những người ủng hộ, cũng có những người không ủng hộ. Nhưng mà đó là những cái mà em nhìn nhận cái bản thân mình nó rõ ràng hơn. Đôi khi là mình trong một cái vòng an toàn thì mình sẽ không nhìn hết được bản thân mình. Và cái chặng đường mình đi giống như là cái chặng đường để mình khám phá chính bản thân mình và mình tìm tòi nhiều hơn. Và đối với em là năng lực của con người là vô hạn. Và cái quan trọng nhất đó là cái mình thực sự muốn gì. Và cái thực sự em muốn đó là miễn sao là những cái vai diễn của mình ngày càng tốt hơn và khán giả công nhận và khán giả yêu mến, và những cái vai diễn của mình sẽ đem đến những cái điều tích cực, cảm xúc tích cực cho khán giả của mình. Khán giả của mình sẽ thấy được họ trong cái bộ phim đó và trong cái nhân vật của mình, và sẽ giống như là tạo cảm hứng cho họ sống tốt hơn. Đó là những cái điều mà em thực sự mong muốn và đích đến của em. Còn những cái câu nói mà tạo những cái viral hay là cái gì đó thì thực sự đôi khi là đó không phải là cái mục tiêu cuối cùng của em. Cho nên là nó cũng không nằm trong, có thể là có thì sẽ tốt hơn cho danh tiếng của mình, rồi mình sẽ có được nhiều người chú ý hơn, rồi sau đó mình sẽ có hợp đồng quảng cáo này nọ. Nhưng mà cái đó chỉ là cái phụ thôi. Có thì tốt, không có cũng không sao. Và nó, cái gì mà phục vụ cho mục đích cuối cùng của em thì nó vẫn là cái quan trọng hơn. Nhưng mà em có nghe cái câu là thất bại là mẹ thành công không? Nhưng mà người ta nói thêm là nhiều mẹ quá cũng không được nha. Ai cũng muốn bằng phẳng hết chị, nhưng mà cuộc đời nó sẽ không như vậy đúng không chị? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho các thính giả đã đăng ký về chương trình. Alo. Dạ alo ạ. Bạn ơi, giới thiệu về mình chút xíu đi ha. Dạ em chào chị Thanh và chị My ạ. Em chào là em. Linh Diệp. Em thì mới theo dõi chị My cách đây không lâu. Không lâu là bao lâu Diệp ha? Dạ là sau Tình Yêu Và Tham Vọng My đóng với anh Nhan Phúc Vinh á. Thì dạo gần đây thì em có xem phim Giấc Mơ Của Mẹ của chị My đóng với cô Hồng Vân, cũng có cả anh Minh. Anh Vinh chứ hả? Dạ anh Vinh đó. Thì em xem á, em cảm thấy như mới nãy mà chị chia sẻ, em có nghe thì chị là con một,
mà mấy cái đoạn mà chị cãi nhau tay đôi với anh Vinh trong phim á, làm em cảm thấy rất là thật luôn. Vì em cũng có anh trai ngoài đời nên là em hiểu cảm giác đó. Em muốn hỏi là không biết chị My đã thực hiện mấy cái cảnh cãi nhau như thế nào á chị? Nó có khó lắm không chị? Chắc là rehearsal với Vinh á, gây lộn với Vinh trước cho lấy cảm hứng đúng không? Cảm ơn câu hỏi của Diệp nha. Thiệt ra là cũng có một cái phần may mắn khi mà trước đó được đóng chung với nhau với Vinh rồi. Nên là cảm nhận được cái năng lượng, hai người cảm nhận được nhau rất là đồng điệu, tức là mình hiểu được cái người kia sẽ sắp diễn cái gì và mình sẽ giống như tung hứng lại cái điều đó, và cái năng lượng nó sẽ tương tác qua lại như vậy, nó rất là tốt. Bản thân anh Vinh là một diễn viên rất là giỏi và biết nâng bạn diễn của mình lên, nên là đối với My những cái cảnh đó với anh Vinh nó diễn rất là đã luôn, cực kỳ đã luôn. Còn về nói về diễn xuất bản thân mỗi người á, ngoài cái việc tương tác với diễn viên khác ở tại phim trường ra, phải tập trước đó với nhau á, thì mỗi người ở nhà, tự ở nhà phải có cái khoảng thời gian tự đọc kịch bản và tự phân tích nhân vật của mình và phải hiểu cái nhân vật của mình. Có hai cách để đi đến một cái phân đoạn tốt theo My được học và đọc sách và được biết và được mọi người dạy á, và My cũng tự tìm tòi cho My một cái phương pháp như vậy á. Tức là có hai cách. Một á, là cái người diễn viên đó sẽ dùng kỹ năng, họ sẽ dùng những cái kỹ năng, nhưng cái đó thì nó sẽ rất là nhanh, đặc biệt là đối với những người có cái khả năng bẩm sinh về diễn xuất á, thì nó rất là nhanh, nhưng mà theo thời gian nó sẽ không sâu. Tức là nhiều đối với My á, là khi mà diễn xuất á, là khán giả phải thực sự cảm được cơ. Đôi khi là cái người diễn viên nó khóc rất nhiều nhưng khán giả không khóc thì đó cũng không phải là một cảnh diễn thành công. Còn đối với cái cách sử dụng của My á, là cách sử dụng mà mình sẽ dùng cái sự tưởng tượng và cái những cái cảm xúc thật của mình ở ngoài đời á. Mình sẽ biến hóa, mình sẽ nhào nặn, mình sẽ xào nấu nó cho nó tương thích với lại cái phân đoạn đó. Bản thân Diễm My thì thực ra nói là không may mắn cũng không đúng, tại vì ba mẹ My hồi xưa thì rất là hay cãi nhau đó, rất là hay cãi nhau và cãi nhau như cơm bữa luôn, ngày nào cũng cãi nhau hết trơn. Mình là con một, mình hứng đạn nhiều lắm cho nên là cái đó là một cái sự không may mắn, không gia đình không hạnh phúc, nhưng mà đó lại là những cái chất liệu sống dành cho mình, đó là cái kinh nghiệm sống cho mình. Và mình nhìn cái đó, mình giống như là mình lấy cái cảm xúc đó để mình cho vào cái nhân vật của mình. Và trong ở ngoài đời là cái đó là cảm xúc giữa ba và mẹ mình. Sau đó khi mình lớn lên thì mình cũng bức bối mình cảm xúc giữa mẹ mình và ba mình, thì mình lấy cái cảm xúc đó mình đặt vô cái những cái phân đoạn cãi nhau của mình với anh hai mình thì thấy thương mình ghê luôn á. Thấy tự dưng cái mình nhớ là những cảnh đó, cái mình ráp cái cảnh đó vô cái cảnh diễn xuất của mình thì nó lại thật. Lúc đó mình không cần phải dùng kỹ năng gì hết trơn, mình chỉ dùng cái cảm xúc thật của mình, và cái đó thực sự nó hiệu quả đối với em, đối với bản thân em thôi nha. Còn thí dụ đối với những người khác thì thí dụ như là lúc mà em đóng 1990 với Lan Ngọc á, thì Lan Ngọc có nói là cái này My không cần phải nghe nhạc trước khi My diễn, hay My phải ngay lập tức lúc đó bạc là My phải vô liền như vậy. My lúc đó thì em cũng hơi hoang mang, nghe Ngọc nói cũng hơi hoang mang đó. Ồ, Ngọc nói đúng không ta? Nhưng mà thực ra là em thấy là diễn viên hay là bất cứ ngành nghề nào thì mỗi người đều có cái cách đi đến cái kết quả cuối cùng khác nhau, và cái cách làm việc của mỗi người khác nhau, phương pháp mọi người khác nhau, và mỗi người phù hợp với một phương pháp khác nhau. Thì em mới nhận ra là Ngọc là một người rất là nhanh, kỹ năng rất là giỏi, cho nên là Ngọc có thể là không có chuẩn bị nhiều, và Ngọc chỉ đến phim trường mà Ngọc búng tay một cái là Ngọc có thể khóc được ngay, hoặc Ngọc có thể vào cái cảm xúc được ngay. Nhưng mà đối với mình là mình phải có cái sự chuẩn bị, cho nên là em có sự chuẩn bị rất là phải dày hơn các bạn khác, phải nhiều hơn các bạn khác, và thời gian cần phải nhiều hơn để mình phải lôi hết. Giống như là mình phải đọc nhật ký nè, rồi mình phải ngồi mình phải nhớ lại hồi xưa như thế nào, mình phải moi hết tất cả tim gan phèo phổi của mình ra, và mình ghi lại hết, và mình cảm, mình đặt để trong từng câu thoại đó những cái cảm xúc thật của mình, thì nó sẽ em thấy tự em cảm thấy nó, em cảm được điều đó thì em nghĩ là khán giả xem cũng sẽ cảm được cái điều đó. Rồi tiếp đi Diệp ơi. em được hỏi thêm mà chị. Ủa vậy bạn có mấy câu hỏi nè. Vậy thì em muốn hỏi thêm chị My là dạo gần đây em xem Giấc Mơ Của Mẹ thì thấy chị với anh Quốc Anh trong phim rất là dễ thương. Cảm ơn em. Em xem tương tác của hai người mà toàn ngồi chờ đến cảnh của hai người thôi á. Dễ thương. Thì em không biết hỏi gì, thì không biết chị có thể chia sẻ thêm những kỷ niệm quay phim đáng nhớ với anh Quốc Anh được không ạ?
để em phóng với. Cảm ơn bé cho Diệp. chị xen vô xíu, nghe tình cờ chị coi một cái clip TikTok mà nói chung em biết clip nào đúng không, trời ơi. mới quay trời ơi kinh khủng quá vậy. Cái đó là nóng hổi thực ra là em với Út Anh á là cách nhau tới 8 tuổi và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của sự nghiệp diễn xuất của em mà đóng với bạn diễn nhỏ tuổi hơn vậy luôn. Và lúc mà bắt đầu quay phim thì em trời em sợ, em ngại lắm. Vì là nó nói trời ơi chú đạo diễn, chung đạo diễn ơi, trời ơi con quay với anh sợ lên hình con già hơn nó, xong rồi khán giả sẽ nhìn thế này thế nọ. Mà ban đầu cũng là định cho là trong phim là ban đầu định cho là em sẽ lớn tuổi hơn Quốc Anh và mối tình giống như là chị em phi công kiểu vậy đó. Nhưng mà khi mà lên hình xong á thì mọi người kêu là nhìn hai đứa cũng chạc chạc nhau, không đến nỗi không có chênh lệch nhiều, nên là không cần phải lúc đầu không khúc đầu giới thiệu nhân vật không cần phải nói là nhân vật Trà My sẽ lớn tuổi hơn Quốc Anh gì hết, mà không nói luôn đó. Thì cũng rất là may khi cái visual, cái ngoại hình của mình nó cũng tương đối tương khớp với lại Quốc Anh. Quốc Anh là một chàng trai cực kỳ đáng yêu luôn chị, dễ thương lắm luôn. Một chàng trai rất là tình cảm, rất là quan tâm đến người khác, rất là quan tâm luôn nha. Thí dụ mình thích ăn gì hay là mình thích có cái tính cách gì của mình đặc trưng thì Quốc Anh nó sẽ rất là nhớ và rất là để ý và cực kỳ ga lăng. Khúc đầu thì khi mà hai chị em mới đầu quay, mới bấm máy luôn là cho quay tập 78, 79, 80. Chị coi ác ghê, chị cho quay mấy tập cuối cùng mà hai chị em chưa bao giờ gặp mặt nhau, chỉ mới gặp mặt nhau có một lần hôm đi casting thôi. Đó thì rất là ngượng luôn, trời ơi, đóng những cái cảnh tình yêu, tình tứ, trời ngượng ơi là ngượng luôn. À là có cảnh nóng hả? Không, kiểu cứ như là những cái cảnh mà tỏ tình với nhã mắm này nọ, chị kiểu rất là ngượng, trời ơi, hai chị em ra ôm mặt nhau con biết, trời, ngượng quá trời ngượng luôn. Xong rồi bắt đầu hai chị em phải, thôi hai chị em mình phải thay đổi, phải đi ăn với nhau, phải đi nhậu với nhau, phải giống như là say với nhau, rồi kiểu đi chơi và dành thời gian cho nhau nhiều, nói chuyện với nhau nhiều, là hiểu tính cách của nhau nhiều hơn. Quốc Anh cũng là một người rất là nhiều cảm xúc và cậu ấy mặc dù là không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng mà cái cảm xúc của Quốc Anh rất là nhanh, rất là thật. Nên là khi mà diễn chung Quốc Anh từ từ thân với nhau hơn thì bắt đầu mọi thứ nó sẽ suôn suôn hơn. Nhưng mà Quốc Anh cũng có kinh nghiệm chiều người yêu nữa em. Người yêu của Quốc Anh bên ngoài thì chắc em cũng biết rồi phải không? Kinh nghiệm đó phục vụ vô phim này nó rất là hợp cái luôn. Em không dám nói tại vì nó giấu chuyện cá nhân của nó dữ lắm, em không em dám chia sẻ nhiều đâu chị ơi. Nhưng mà mình biết phải không? Mình biết là vì sao lại hợp như vậy. Nhưng mà nói chung là em thấy Quốc Anh là một chàng trai rất là tình cảm, dễ thương, đáng mến. Rất là dễ thương, đôi khi hơi tồ nhưng mà kinh, đúng không? Gọi là thần thoại gì đó, kiểu như là bạn ấy rất hay bị loạn ngôn á. Bạn ấy nhiều khi thoại mà chữ nó sắp tùm lum hết trơn á, mà thoại vấp liên tục, rồi đôi khi là em phát điên bởi vì Quốc Anh nó thoại vấp liên tục. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì thấy rõ cái sự tiến bộ của Quốc Anh rất là nhiều, tại vì bạn ấy cũng là một người rất là cố gắng. Nhưng mà Diệp xem phim thì thấy chemistry của hai người sao Diệp ha? Dạ. em thích nhất là cặp phản ứng của chị My với lại cặp của Kiên Cường á. Chung là em xem em cảm thấy nó rất là dễ thương về thoải mái. Lúc nào cũng chỉ ngồi chờ hai cặp đó thôi. Tại vì để mà nói thì em xem mấy cảnh cãi nhau trong gia đình của Trà My, nhiều khi em buồn quá em khóc. Nên là mấy cặp tình yêu thì cảm thấy nó thoải mái, nó vui vẻ hơn. Nhưng mà hỏi gu cá nhân của Diệp xíu được không Diệp ơi? Dạ vâng ạ. Ví dụ như em nè, một người có nhan sắc như Nhan Phúc Vinh, một người có nhan sắc như Trần Ngọc Vàng, với một người có nhan sắc như là Dương Trần, tức là Trần Quốc Anh, Trần Quốc Anh. Em sẽ thiên về nhan sắc nào nếu em là Diễm My? Dạ em nghĩ là em sẽ chọn anh Vàng ạ. Ủa vậy hả? Ủa sao kìa? Trời ơi, trong đoàn phim mọi người hay chọc Vàng là ê mặt mày biến thái lắm á nha, mặt Vàng biến thái, mày vô những cái vai nào mà biến thái thiệt là biến thái luôn, là hỏi mày lắm luôn á. Ủa cái mặt ta đẹp trai nam chính ngôn tình mà sao kỳ vậy? Mà nó lương lẹo lắm chị, Vàng nó rất là thông minh mà nó rất là lương lẹo và nó kiểu nó rất là khôn á chị. Nó cực kỳ khôn luôn, giống như hôm sinh nhật của nó nha chị, nó bắt em á phải đi xuống nhà sách mua cho nó quyển sách tặng nó. Đó là vậy đó. Nó bằng mọi giá phải đạt được mục đích của nó. Đó là một đứa rất là ghê gớm á chị. Rồi, mình hài lòng hết chưa Diệp ha?
Dạ rồi ạ. Rồi, cảm ơn Diệp rất là nhiều. Tiếp tục cày phim ủng hộ My nha. Cảm ơn Diệp nha. Dạ vâng, em cảm ơn hai chị ạ. Rồi, mình sẽ tiếp tục với thính giả tiếp theo. Alo. Alo. Bạn ơi. Em nghe đây ạ. Rồi, bạn tên gì nè? Em chào chị Thanh và chào chị Diễm My. Em tên là Phương Dung, em đang ở ngoài Hà Nội ạ. Phương Dung ở ngoài Hà Nội. Mình nghe cái sóng hơi yếu đó Dung ơi, mình đang đứng ở đâu nhỉ? À vâng, chị đang nghe rõ chị ạ. Hơi đỡ đỡ xíu thôi, mình thấy cái chỗ nào nó hơi ổn là mình đứng im nha. Mình đừng có di chuyển gì hết. Rồi, hỏi mi đi. Dạ vâng. Chị biết chị có nhận với em không này, em Phương Dung nè. Ôi, Có, đầu tiên được nói chuyện với chị là cả dùm quá. Hình như là em mới vừa inbox cho Instagram của chị đúng không ta? Đúng 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 rồi Tức là hôm nay là fan 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 bạn này là inbox vô page ngày hôm qua nói là muốn trò chuyện cùng với My. À không, hôm 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 qua thì thực ra có cái tập 10 á, thì em cũng hơi băn khoăn cái tập đó một số đoạn. Em cảm thấy trong phần cắt dựng á chị, thì em mới có hình như là bạn Dung này có nhắn tin cho em có hỏi bạn ấy cái cảnh đó như thế nào, em có chia sẻ. Xong rồi cái mà chị quản lý fanpage của em có nói là bạn ấy là tên là Phạm Phương Dung, thì em nhớ nhớ tên. Dạ. Rồi. Vậy là Dạ bạn thấy vâng, tập em muốn 10 hỏi. sao? Bạn giờ bạn thấy tập 10 sao nè? Tập 10 thì có cái phân cảnh mà My khóc ở trong xe. Thì trước cái đoạn đấy thì em thấy có cái đoạn phân đoạn là lúc nào bê cái thùng đồ của công ty để đi về khóc dưới mưa ấy. Thì cái cảnh đấy em nghĩ ngay đến cái nhân vật Linh ở trong Tình yêu và tham vọng ấy. Cô ấy cũng khóc ở dưới mưa, nhưng mà ở Tình yêu và tham vọng thì đã được anh chàng Sơn pháp chế xe ô và ôm. Nhưng mà em có nhắn với chị đi là, nhưng mà cái cảnh đấy ôm mà đến dưới mưa nhưng mà lại xe ô thì vẫn bị ướt, thôi thì sao thì khóc trong ô tô vẫn tốt hơn chị đi ạ. Vẫn vẫn giàu hơn đúng không em, vẫn có ô tô vào ngồi khóc đúng Đúng rồi em. Rồi bây giờ muốn chặt chém gì nè? Dạ vâng, cái đầu tiên em muốn hỏi chị My đó là ngoài đời thì mẫu người chị thích thì sẽ giống như anh Nha Nha Khúc Vinh, Trần Ngọc Vàng hay là Trần Quốc Anh, và ba người đó thì chị thấy thích ở điểm nào ạ? Trời khó chọn quá, tại vì ba người đó đẹp trai quá, người nào cũng đẹp trai người người hết trơn, làm sao chọn đây Nhưng mà trời. Vinh nó khó tính lắm em. Thực ra là mỗi người, chị này kỳ ghê thiệt luôn á. Vinh khó tính nhưng mà biết tính Vinh vẫn được nha chị. Ai biết nè, không biết chị thấy khó tính lắm. Thực ra là em thấy là mỗi người sẽ có một cái, thực ra nói vậy thì hơi thảo mai nhưng mà em thật sự nghĩ như vậy. Mỗi người có một cái tính cách hay để mình học. Thực ra nếu mà chọn người yêu ở ngoài đời thì thực ra cũng hai ba người này cũng hơi khó lắm. Anh Nhan Phúc Vinh á, thì có những cái tính cách, những cái đặc điểm rất là ok nè. Thí dụ như ảnh cực kỳ chuyên nghiệp nha chị, lúc nào cũng là chuyên nghiệp đúng giờ và tập trung cao độ, và một người rất là mê thể thao, cho nên là người ảnh đẹp lắm, lúc nào cũng là body 6 múi, nói chung là một người rất là kỷ luật. Và quan trọng là không thích đi chơi bời lung tung đó. Trời ơi, cái đó đối với phụ nữ quan trọng em. Và em thấy là ảnh là một người cũng sống nội tâm và cũng là một người chung thủy nữa. Đó đó là những ưu điểm của Nhân Phúc Vinh. Còn về khuyết điểm là anh Vinh, thực sự anh Vinh hơi khó tính đó nha chị, kiểu như là kiểu mình kiểu như My á, như Dung, mà My mà làm một cái gì đó mà không vừa anh Vinh là anh Vinh sẽ ghim ở đó, để đó đó, không bao giờ quên đâu nha. Kiểu kiểu như vậy đó. Dung ơi, Vinh nó ghê lắm luôn á, tại vì tranh thủ là chị dìm luôn á. Chị biết, hình như chị biết Vinh rồi, còn trước cả My á, chị em cũng chơi thân với nhau lâu rồi. Thành ra chị biết tính của Vinh khó lắm, đừng đụng vô. Còn Quốc Anh á, thì là một người cũng đẹp trai giống vậy luôn, đẹp trai trẻ, năng lượng trẻ trung, vui vẻ, lúc nào cũng Quốc Anh đi, Quốc Anh cũng vui hết chị, tại vì nó lúc nào nhìn đời cũng màu hồng á, vui lắm, và nó rất là đáng yêu, nó rất là quan tâm tới người khác. Có một cái là Quốc Anh có một cái là rất là nhiều khi rất là ngây ngô á chị, nhiều khi hả, thí dụ như em mới đi Úc về, Quốc Anh nói chị đi châu Âu vui không, nó, cái gì vậy trời, Úc là châu Úc cái gì vậy trời, kiểu vậy á. Nhiều khi nó ngây ngô mà nó đáng yêu. Nhưng mà nhiều khi là nếu mà thực sự mình để chọn một người mà làm người yêu ở ngoài đời, nhiều khi là sẽ mình sẽ phát em sẽ phát điên á chị.
Tức là với một người mà như Quốc Anh thì làm người yêu á, thì My sẽ phải là người là chăm take sóc care. Em sẽ là người take care lại. Quốc Anh sẽ là take care kiểu quan tâm kiểu kiểu khác. Nhưng mà em sẽ là cái người sẽ là phải là một cái người leader, bảo mẫu á, bảo mẫu á. Là một cái người lãnh đạo, một người tìm phương hướng đường đi này nọ, các kiểu tính toán này nọ cho Quốc Anh. Đó. Còn Vàng á thì thôi khỏi phải nói, là Vàng nó thông minh lắm. Cực kỳ thông minh, nhưng mà như em nói là Vàng rất là lương lẹo, cho nên là không có đoán được nó đâu. Nó sẽ, trời ơi, nó sẽ làm những cái chuyện gì mà mình sẽ không có thể đoán trước được, cho nên là rất là khó đoán. Vàng là một người rất là khó đoán, rất là thông minh. Tuy là đẹp trai đó, nhưng mà đó, em nói là Vàng hợp với những vai kiểu biến thái đó, kiểu vậy á. Vậy tóm lại là không có chọn ai đúng không? Không có chọn ai hết trơn. Chọn người yêu bên ngoài Dung ơi, tại vì ba anh này không anh nào ok hết. Rồi tiếp nè. Vâng, em muốn hỏi chị Vi thêm một câu nữa là chị có thể mật ví được trong phim Giấc mơ của mẹ thì có cảnh hôn với Trần Quốc Anh không ạ? Thực sự mà nói thì chắc là mời em Dung xem tiếp phim đi rồi mình sẽ biết sau, nhưng mà nói chung là sẽ cam kết là sẽ có rất rất là nhiều phân cảnh dễ thương đáng yêu tình cụm với nhau, và sẽ khán giả sẽ thấy được một cái nguồn năng lượng về tình yêu nó rất là trong trẻo, nó rất là đáng yêu, nó rất là dễ thương, và sẽ cuốn khán giả vào những cái khoảnh khắc mà rất là đáng yêu của hai người. Nói vậy là biết có rồi á, Dung ơi, ráng cày nha. Ráng cày nha em Dung. Dạ vâng. Nhưng chị Thanh nói là chắc chắn là sẽ có rồi, nha, là em sẽ hỏi thêm chị My một câu nữa, đó là cảnh hôn giữa Quốc Anh và Nha Quốc Vinh trong Tình Yêu và Dao Vọng có sự khác biệt gì lớn không ạ? Trời ơi, trời, cái này là đưa mình vô cái rọ xuống mắt mình trả lời luôn nè. Thực sự là khác nhau chứ. Vì là cái cảnh quay một cảnh, hai cảnh đều quay ban buổi tối. Nhưng cảnh với anh Nhan Phúc Vinh mất thời gian hơn. Mất thời gian hơn. Vì cái cảnh đó là vừa phải khóc, rồi vừa cái cảnh đó là trước cái cảnh mà My quay với anh Nhan Phúc Vinh đó là thời tiết và cái môi trường mọi người mọi người xem đứng xem đông quá mà thu tiếng trực tiếp, cho nên là nó mọi người phải quay những cảnh khác trước, và My phải đợi tới gần khoảng 1 giờ đêm mới được quay cảnh của My. Tức là My đợi từ 6 giờ chiều cho tới 1 giờ đêm, My đợi ngồi trong xe đó để quay cảnh đó. My đợi khoảng thời gian đó từ khoảng 12 mấy 1 giờ đêm bắt đầu quay cho tới 4-5 giờ sáng mới xong cái cảnh đó. Trời, là quay cái cảnh hôn với anh Nhan Phúc Vinh á. Chỉ có hôn thôi mà đòi hôn tới nửa đêm luôn, tới sáng luôn. Đúng rồi. Hôn ghê quá. Đó, mà cái cảnh là ám ảnh luôn đúng không em? Chuẩn bị lâu lắm. Vì cái cảnh đó là vì em say rồi xong em phải khóc, khóc. Nhưng mà rất là may là cảnh đó là em tự dưng cái cảm xúc lúc đó của mình nhiều. Nó khóc tốt và cảm xúc đến nhanh á, mọi người không phải chờ đợi nhiều á. Và cái cảnh đó là phải đặt góc quay là phải từ dưới cameraman là phải ngồi bệt ở dưới đất. Tại vì anh Vinh là nằm ở trên một cái bục, và sau đó là My nằm lên anh Vinh. Kiểu cái góc quay nó rất là khó đó. Và nằm lên anh Vinh bị ngộp thở, không thở được, thì phải đứng dậy cho anh Vinh thở xong mới quay tiếp được. Nói chung là về, gọi là về nó là sao ta, physical á chị, kiểu về cái sức khỏe và cái thể chất của mình nó phải đáp ứng nhiều cái điều kiện để nó quay tốt cái cảnh đó. Còn với Quốc Anh á, thì cái cảnh này á, nó sẽ rất là đáng yêu. Khán giả sẽ thấy là Quốc Anh nó sẽ có một chút ghen ghen, rồi sau đó thì My giống như là giành lại người yêu của mình á, xong rồi hai đứa sẽ tại vì cái My Quốc Anh á, nó cũng giống như là trong phim, giống như là hai người là giống như hai người bạn với nhau chứ không phải là hai người yêu. Hai người ban đầu là xuất phát từ tình bạn, hỗ trợ cho nhau, quan tâm đến nhau, và sau đó là khi mà một trong hai người có đối tượng mới thì cái người còn lại mới cảm thấy là đây là người mà mình thích rồi chứ không phải là cái người bạn của mình nữa. Thì tới cái lúc mà trong phim là My có đối tượng khác thì bắt đầu nhân vật của Quốc Anh trong phim mới cảm thấy là ghen tuông, và bắt đầu mới đây là người tôi thích, đây là người tôi yêu á, cô có yêu tôi không này nọ các kiểu, thì hai người mới đây là cái người mình thích thật sự và đây là cái người mình sẽ chọn sau này á, thì bắt đầu mà hiểu cái mối quan hệ của hai đứa nhiều hơn thì bắt đầu tiến tới sâu hơn. Thì nó sẽ có cái phần nhẹ nhàng và đáng yêu hơn, là cái phân cảnh với anh Nhân Vinh nó sẽ nặng nặng hơn về mặt tâm lý.
Tức là cái kiểu hôn mà dành cho Quốc Anh là hơi kiểu Hàn Quốc lãng mạn đúng không? Còn kiểu hôn anh Nhan Phúc Vinh là tự nhiên My nói là Kim Thanh nhớ tới cái nụ hôn của cái Sundance ở trong Người Nhện á, tức là cái nụ hôn ngược á, tức là khán giả thì xem xong mà tới bây giờ bao nhiêu năm vẫn nhớ cái nụ hôn ngược đó, mà nhưng mà mình á thì bị bệnh nghề nghiệp, mình nhìn trời một cái anh mà anh ấy cái đầu xuống như vậy thôi không biết anh hôn sao, tức là rất là máu nó dồn xuống mà lúc đó rất là kinh khủng luôn á đúng không? Đó. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng hơi thương Vinh ha. À, cái cảnh với anh Vinh thì nó mất sức nhiều hơn, phải phân tán tư tưởng rất nhiều, bởi vì phải góc quay rồi phải cảm xúc rất nhiều thứ nữa. Rồi nhưng mà em thích cảnh nào không? Cái cảnh với Quốc Anh là chưa có đúng không? Chưa phát chị. Còn cái cảnh với Nhan Phúc Vinh em xem em thấy là sao? Em thích cảnh đó lắm. Không, đang hỏi Dung đó. Bọn em Dung thích cảnh đó không? Chứ em thì thích lắm. Cái tập 55 tình yêu và tham vọng đấy em thì tôi đi tôi lại xem phút ấy. Ôi giời ơi, tôi đi tôi lại coi cảnh đó thôi. Em mà Diễm My cảm thấy rất là hạnh phúc luôn á. Bởi vì My có những cái group ở trên Facebook á, là tất cả những fan của phim Tình Yêu Và Tham Vọng của fan của My và Nhan Phúc Vinh á, lập ra những cái group riêng, group kín, và đôi khi mình cũng tò mò mình vô mình join group, mình xem mình trong đó nói gì, xong rồi thấy mọi người hay viết ngoại truyện, xong rồi mọi người rất là yêu thích nhân vật của My và Nhan Phúc Vinh. My thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Đó là những cái món quà cực kỳ lớn dành cho người diễn viên, người nghệ sĩ. Dung ơi. Dạ. Nhờ My vô mấy cái group đó thấy là tương tác thích quá với anh Nhan Phúc Vinh, cho nên quyết định giờ làm em anh Nhan Phúc Vinh. Thực ra chia sẻ thẳng luôn là ban đầu là chọn anh Vinh đóng vai của Quốc Anh. À, tức là muốn lúc đầu, nhưng mà lúc đầu là sửa lặp lại. lúc đầu á là thực ra là chọn đang chọn diễn viên á, thì là chọn diễn viên nhân vật Trà My cũng là chọn rất là nhiều người nữ, và nhân vật của Trọng Khang của Quốc Anh cũng là chọn rất là nhiều người, diễn viên nam, và trong đó là anh Nhân Vinh là một trong những cái người gọi là top 1 để cho cái nhân vật đó. Đó thì lúc đó vẫn chưa có chọn em vào cái vai Trà My. Thì đầu tiên là chọn anh Nhan Phúc Vinh vào cái vai của Quốc Anh đó. Và sau đó thì anh Nhan Phúc Vinh lại muốn đóng vai anh hai. Không phải là vì là em đóng vai Trà My đâu nha. Cái này mà chị phải hỏi. Không phải, tại vì lúc đó thực sự chưa có chọn chính thức nhân vật Trà My. Nhưng mà vì là anh Vinh muốn một cái nhân vật nó có nhiều cái màu sắc. Tại vì thực ra là Quốc Anh nó rất là hợp với nhân vật Trọng Khang. Nó chỉ cần là trong sáng, dễ thương, đáng yêu, là một thiếu gia nhà giàu đó, ga lăng, tử tế và ngu nghê, thì anh Vinh lại cái màu đó anh Vinh lại có những trong những cái nhân vật trước rồi, nên là cái ở trong Giấc Mơ Của Mẹ thì là anh Vinh muốn một cái nhân vật nó nhiều cái màu sắc hơn, tại vì nhân vật Quang Minh của anh Nhan Phúc Vinh trong phim này nó là một cái nhân vật rất là nhiều màu sắc, nó đấu tranh tâm lý rất là nhiều, cũng là một nhân vật vì gia đình nhưng mà cũng vì bản thân mình, có sự ích kỷ nhưng mà cũng có sự bao dung, nó là có nhiều cái mặt mâu thuẫn đối lập nhau, và một nhân vật thú vị đối với anh Nhan Phúc Vinh, cho nên cuối cùng anh Nhan Phúc Vinh đã muốn chọn nhân vật Quang Minh nhiều hơn. Dung ơi. Dạ, em nghe. Chị sẽ cố gắng bắt Nhan Phúc Vinh qua đài trong những tuần tới. Em hãy kết nối lại, em hỏi giúp chị nha. Thật ra những cái thông tin này có lẽ là chị có My dám nói thôi, chứ anh Vinh là anh Vinh bảo đảm chắc chắn 100% là anh Vinh sẽ trả lời một cái câu gì đó rất an toàn. Đúng rồi, ông đã an toàn lắm rồi. Được chưa Dung ha? Còn muốn hỏi gì nữa nè? Câu hỏi cuối cùng được không ạ? Rồi. Vâng. Hội nhóm ở trên Facebook ấy, các chị em cũng muốn hỏi chị My đó là bao giờ chị My lấy chồng đấy ạ? trời ơi là trời. Khi nào My cưới My sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên luôn, và vì bây giờ chưa có kế hoạch. Chưa có kế hoạch nha Dung. Khi nào có thì My sẽ thông báo cho mọi người. Em có cảm nhận là Dung đang bị hẫng một nhịp không á, là im luôn, em nói xong là bạn đó không biết nói gì tiếp không? Chết rồi, giờ rất sao nhịp chị? Đó. Sao chị, giờ sao cứu em? Lẽ. Chị có nhiều ý tưởng cho cái phần này lắm nhưng mà chị không dám nói đây để nó hơi nhạy cảm. Biết sao không Dung, tại vì chị My vẫn đang đóng phim á, và cái lịch đóng phim nó kéo tới năm sau luôn. Đó. Cho nên là khi nào mà chị My xong những cái vai diễn của mình đó thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn được. Ý My là bữa nào rảnh rảnh thì sẽ kết hôn, còn giờ bận quá chưa kết hôn được. Rồi.
rồi, nói chung là chưa đó nha, tại vì lịch là tới năm sau, nhưng mà trong quá trình đóng lịch này thì nhận lịch khác nữa cho nên không biết khi nào rảnh. Còn khi nào người ta muốn kết hôn là người ta sẽ chủ động không nhận lịch, nó kiểu vậy đó. Dạ khó ghê. Rồi, được rồi, đúng không? Dạ vâng. Ừ, rồi, cảm okay, ơn. Cảm ơn Dung nha. Tạm biệt Dung, giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn ạ. Ừ. Rồi, chúng ta tiếp tục với thính giả tiếp theo. Alo. Em chào chị Thanh, chào chị My ạ. Em là Trà My ạ. Em đến từ Hà Nội và em cũng mới biết đến chị đi qua bộ phim Định Yêu Và Tham Vọng và cũng tiếp tục theo dõi qua bộ phim Giấc Mơ Của Mẹ gần đây ạ. Ủa mình đang làm cái gì mà nó có cái tiếng sột soạt vậy My ha? Alo. Đỡ hơn chưa ạ? Bạn đứng im một chỗ và cái điện thoại đừng có đụng tới đụng lui á, tại vì cái âm thanh hình như mình đang đụng cái gì nó cứ sột soạt hoài. Rồi. Bạn đang ở đâu chứ hồi nãy nói Kim Thanh nghe không rõ mi. Dạ vâng, chắc là do tiếng quạt mình gần đây. Mình tắt quạt đi ha. Vâng. Hà Nội. Ở Hà Nội đúng không mi ha? Đúng rồi ạ. Rồi bây giờ đặt câu hỏi nè. Thì lời tiên thì em là chúc mừng với thành công ban đầu của bộ phim Giấc Mơ Của Mẹ nói chung và nhân vật Trà My nói riêng. Thì câu hỏi đầu tiên của em là chị đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống như là nhân vật Trà My, như là bất đồng quan điểm với mẹ, gia đình, và nếu như mà khi mà gặp cái vấn đề đó thì sẽ hòa giải với cả đối phương như nào? Trà My là cùng tên với nhân vật Trà My của My trong Giấc Mơ Của Mẹ luôn em. Cảm ơn câu hỏi của em. Thực ra hồi nãy chị cũng có chia sẻ là nhân vật Trà My này có một cái điểm tương đồng với My ở ngoài đời, đó là My cũng rất là hay khắc khẩu với mẹ. Hai mẹ con cũng ít thể hiện cái tình cảm dành cho nhau, nhưng mà thể hiện bằng những cái cách khác, giống như là mẹ sẽ nấu nhiều món ăn ngon, hay mẹ sẽ quan tâm kiểu con có đói không, con phải ngủ sớm. Còn My thì kiểu quan tâm là mình phải đi làm, mình phải thành công, mình phải là kiếm thật là nhiều tiền để mà mẹ mình muốn cái gì mình sẽ mua cho mẹ mình cái đó. Đó thì ở ngoài mặt thì hai mẹ con cũng rất là khắc khẩu với nhau và cũng có nhiều cái hiểu lầm với nhau, nhưng mà ở trong bụng thì rất là thương nhau. Và nhân vật Trà My này sẽ đi một cái chặng đường khá là xa cho tới khi mà cô ấy nhận ra là hai mẹ con thực sự rất là thương yêu nhau, nhưng mà vì chỉ là những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái hiểu lầm nhau mà khi mà cô nhận ra, và thì đôi khi là nó cũng sẽ hơi muộn màng một chút đối với người mẹ của mình trong bộ phim, cũng giống như là My ở ngoài đời cũng giống như vậy á. Nên là My cũng có nhiều sự đồng cảm với nhân vật Trà My trong Giấc Mơ Của Mẹ lắm. Hài lòng với câu trả lời đó không Trà My? Nếu như mà từng gặp những vấn đề như thế thì theo chị thì cái cách giải quyết để hòa giải với mẹ thì là như thế nào? Cái cách My nghĩ là cái cách hòa giải tốt nhất đó là cái sự kiên nhẫn của mình. Vì là My khi mà mẹ của My mất thì My, cái mà My hối tiếc nhất đó là My không dành nhiều thời gian cho mẹ. Và cái thời gian là cái cực kỳ quan trọng và cái mà ba mẹ mình rất là cần. Đôi khi là ba mẹ mình sẽ, bản thân mình đôi khi cũng bướng bỉnh chỗ này chỗ kia, và ba mẹ mình đôi khi cũng xem cái ý kiến của mình là phải tốt hơn con mình, là phải nói, mình sống lâu hơn thì phải có nhiều cái kinh nghiệm sống hơn chứ, nhưng mà đôi khi nó không phù hợp với lại cái suy nghĩ của con, thì mình phải kiên nhẫn với ba mẹ. Đó là một cái, mình nghĩ là đó là một cái quan trọng nhất. Mình phải dành thời gian và sự kiên nhẫn và sự quan tâm thể hiện bằng lời nói, bằng cái ôm. Thì My thấy là khi mà mẹ My còn sống thì giá như là My bớt cái thời gian My đi làm và My ở nhà My ăn cơm với mẹ nhiều hơn, thì và hai mẹ con nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, thì đó là cách duy nhất để mà có thể giải quyết những cái mâu thuẫn giữa hai mẹ con hay là giữa các thành viên trong gia đình. Đó là sự kiên nhẫn. Rồi, được chưa My ơi? Còn câu hỏi nào không bạn ha? Trà My giọng nói dễ thương á chị. Em cảm ơn ạ. Thì câu hỏi của em là chị My thì cũng ân qua nhiều vai diễn rồi, thì các cái vai diễn đó thì có cái vai diễn nào mà làm chị phải nghĩ nhiều về nó, kiểu là có rất là nhiều phần tính cách giống chị ạ? Uh,
những cái vai diễn gần đây là những cái vai diễn mà My thích nhất, và có thể nói là phim Trà My có thể là một trong những vai diễn mà My yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. My thích phim điện ảnh thì nó có một cái đó là nó sẽ rất là cô đọng, xúc tích, và tất cả những cái cao trào nhất nó sẽ tập trung vào 90 phút phim. Nhưng mà đối với phim truyền hình như là phim Tình yêu và tham vọng và phim Giấc mơ của mẹ thì có một cái lợi thế, đó là quay thời gian rất là dài, quay cả năm trời, và các diễn viên sẽ có cái khoảng thời gian để mà bồi đắp thêm cho cái cảm xúc của mình, và sống trong nhân vật lâu hơn và thật hơn và nhuần nhuyễn hơn. Và khi mà đến đoàn phim thì cảm thấy đây là gia đình của mình. Và Giấc mơ của mẹ thì quay suốt một năm nay và cũng vẫn còn đang quay. My nghĩ là tổng thời gian của bộ phim chắc là một năm rưỡi, và tổng thời gian mà tiền kỳ với tới hậu, tới quay phim với tới hậu kỳ, My nghĩ là chắc là 3 năm á. Tại vì phim này chuẩn bị từ trước đó rất là lâu, vì dính dịch này nọ các kiểu, cho nên là mới trải dài lâu như vậy. Thì nó có một cái khoảng thời gian rất là dài để sống trong nhân vật. Và dường như bây giờ My và ngày nào mà không đi quay là My sẽ rất là nhớ gia đình thứ hai của mình. Và có thể nói là nhân vật Trà My là một nhân vật nó rất là đời, và mình giống như là sống ở trong nó, và nhân vật sống ở trong mình vậy đó. Và khán giả xem giống như là đời phim đời sống hàng ngày, và thấy mình ở trong đó, thấy mình trong các nhân vật, và thấy mình trong những cái tình huống ở trong Giấc mơ của mẹ. Nên là đây có thể nói là một cái vai diễn mà My tâm đắc nhất, bởi vì nó rất là thật và rất là đời. Trà My ơi, rất tiếc là bây giờ thời lượng không còn nhiều nữa, cho nên là mình muốn nói gì với Diễm My hay không, mình nói xong cái mình chào tạm biệt luôn nè. Dạ vâng ạ, thì là em rất là cảm thấy rất là yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ, và em nói là chúc cho bộ phim sẽ thành công hơn nữa và được khán giả đón nhận nữa, và em chúc chị luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Trà My nha. Rồi, chào tạm biệt Trà My. Thật ra thì vẫn còn tới một số thính giả đăng ký để trò chuyện cùng với My, nhưng mà bây giờ là mình hết giờ rồi, cũng như là một số câu hỏi ở trên page của chương trình, nhưng mà thôi có thể là chúng ta sẽ hẹn nhau một dịp khác đi My ha. Và cũng hơi tiếc là cũng chưa nói chuyện được nhiều với My, thì hy vọng là lần sau có những cái vai diễn mà độc đáo hơn, ví dụ như là vai biến thái gì đó thì lúc đó mình còn chia sẻ nhiều cái góc khác hả My ha. Dạ, cảm ơn chị Kim Thanh và cảm ơn VOH để cho My có buổi trò chuyện rất thú vị và vui vẻ ngày hôm nay. Vâng, thưa các thính giả, và chúng ta vừa đến với Cái đến về nhà